Truyện Vạn Cổ Thần Đế, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bảy Màu Fiction Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 15, Khiêu Khích. Trương Nhật Trần từ trên lưng Huyết Vũ Ân nhảy xuống, liền trông thấy trên vách núi phía nam quảng trường có khắc bốn chữ to cứng cáp hữu lực: Võ Trường Tây Viện. Từng chữ dài đến 7 mét, xâm nhập thạch bích, ẩn chứa một cổ kim ý cường đại, tựa hồ là một vị cường giả tuyệt đỉnh sử dụng bảo kiếm khắc chữ trên thạch bích. Người khắc bốn chữ trước mắt này khẳng định đã tu luyện từ kim ý cảnh giới kiếm tâm thông minh. Trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ, hiện tại Trương Nhật Trần mới tới cảnh giới kiếm tùy theo tâm cao cấp, chỉ có đột phá cảnh giới này mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Muốn đạt tới kiếm tâm thông minh cũng không phải sự tình dễ dàng, rất nhiều thiên cực cảnh cũng không cách nào tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Đổi một câu nói, một võ giả thiên cực cảnh nếu có thể đạt tới kiếm tâm thông minh, như vậy hắn ở trong hàng ngũ thiên cực cảnh cũng tính là cường giả. Năm nay dân vũ cường quốc chỉ có mấy người như vậy tới tham gia vũ thị học cung khảo hạch. Một thanh âm không hài hòa vang lên. Một nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang đi tới, chứng kiến Trương Nhật Trần, Liễu Thừa Phong, Tử Thiến, trên mặt của hắn lộ ra vài phần mỉa mai. Một võ giả thân hình khôi ngô của Vân Vũ quận quốc cực kỳ tức giận, trầm giọng nói: Người có ý gì? Nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang kia cười nói: Tứ phương quận quốc, Thẩm Mộng Khê, Thẩm Mỗ không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy do giả trẻ tuổi của dân vũ quận quốc là một năm không bằng một năm. Người nói cái gì? Võ giả trẻ tuổi của Vân Vũ quận quốc đều lộ ra vẻ giận dữ, vây về phía Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê lộ ra cực kỳ bình tĩnh, trên mặt vui vẻ như trước. Chẳng lẽ Thẩm Mỗ nói sai sao? Do giả trẻ tuổi của dân vũ quận quốc vốn chính là một năm không bằng một năm. Năm trước dân vũ quận quốc ít nhất còn có 100+ người tới tham gia khảo hạch, năm nay chỉ còn hơn 60 người, ngay cả 1/10 của tứ phương quận quốc chúng ta cũng chưa tới. Ha ha. Và già trẻ tuổi thân hình khôn ngô kia lại lùng đói: Cũng dám vũ nhục dân vũ quận quốc chúng ta, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, tự tay đánh ngã ngươi. Tốt, nếu ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu, ta lập tức thu hồi lời nói mới rồi. Thẩm Mộng Khê cười nói: 3 chiêu, đáng giận, cũng dám xem thường ta như thế, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Và già trẻ tuổi kia hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể hăng hái lưu động, theo kinh mạch vận chuyển tới hai tay. Qua trong giây lát, hai tay hắn biến thành màu hồng đỏ thẫm, tản mắt ra sóng nhiệt nhàn nhạt. Võ giả khôi ngô đột nhiên lao ra, năm ngón tay niết quyền, một quyền đánh ra ngoài, không khí va chạm phát ra thanh âm ba ba. Một võ giả trẻ tuổi khuôn mặt có chút động nói: Giang Hoành ở 3 năm trước thì đến huyền cực cảnh sơ kỳ, chân khí rất hùng hậu, hơn nữa hắn tu luyện hỏa long quyền tới tiểu thành, coi như giao thủ với huyền cực cảnh trung kỳ cũng có thể chiến hơn 10 hiệp. Do giả trẻ tuổi khôn ngô kia tên là Giang Hoành. Phải biết võ giả trẻ tuổi tới tham gia vũ thị học cung khảo hạch tuổi đều ở dưới 30 tuổi, cho nên 7 thành võ giả trở lên tu vi đều là huyền cực cảnh sơ kỳ, còn lại 3 thành võ giả cơ hồ đều là huyền cực cảnh trung kỳ. Về phần huyền cực cảnh hậu kỳ và huyền cực cảnh tiểu cực, quả thực ít càng thêm ít. Vương Vũ quận quốc tới 67 võ giả trẻ tuổi, chỉ có 1 huyền cực cảnh hậu kỳ và 1 huyền cực cảnh tiểu cực. Võ giả trẻ tuổi huyền cực cảnh tiểu cực kia dĩ nhiên là Tử Thiến. Võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ khác tuổi đã đạt tới 29, cơ hồ là không có cơ hội trở thành đệ tử của vũ thị học cung, bởi vì tuổi của hắn quá lớn, không có khả năng ở trước 30 tuổi đạt tới địa cực cảnh. Đệ tử ngoại cung của vũ thị học cung nếu như không cách nào ở trước 30 tuổi đạt tới địa cực cảnh thì không cách nào tiếp tục ở lại vũ thị học cung tu luyện. Tứ phương quận quốc Thẩm Mộng Khi tu vi cũng là huyền cực cảnh sơ kỳ, thế nhưng chiến lược của hắn rõ ràng cao hơn Giang Hoành. Chỉ thấy cánh tay của hắn vung lên bổ ra một đạo đao khí đục vào ngực Giang Hoành. Bành! Giang Hoành kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Lồng ngực của hắn bị đao khí bổ ra một vết máu dài 3 xích, ngay cả gân mạch cũng bị chấn gãy 2 cây, máu tươi không ngừng từ trong vết thương trào ra. Chỉ một chiêu, Giang Hoành liền bị trọng thương, khẳng định không cách nào tham gia học cung khảo hạch vào ngày mai nữa. Ha ha, cao thủ trẻ tuổi của dân vũ quận quốc ngay cả một chiêu của bổn công tử cũng không tiếp được, thật sự là làm cho người ta thất vọng. Thẩm Mộng Khê cười nói. Nhưng võ giả trẻ tuổi kia của tứ phương quận quốc nhìn thấy Thẩm Mộng Khê chỉ dùng một chiêu liền đánh võ giả trẻ tuổi của Vân Vũ quận quốc trọng thương, toàn bộ đều nở nụ cười. Năm trước dân vũ quận quốc chỉ có 3 người thi vào vũ thị học cung, năm nay chỉ sợ một cái cũng không có. Dùng thực lực của Thẩm Mộng Khê đã có thể đánh bại tất cả mọi người của dân vũ quận quốc. Cứ theo xu thế phát triển như vậy, không bao lâu nữa dân vũ quận quốc sẽ bị tứ phương quận quốc chúng ta chiếm đoạt. Ha ha. Trương Nhật Trần đi đến trước người Giang Hoành, lấy ra một viên thánh niết đan chữa thương cho hắn ăn. Thánh niết đan là đan dược chữa thương nhị phẩm, dược lực cực kỳ cường đại, tuy không có khả năng giúp Giang Hoành khôi phục kinh mạch đứt rời,
nhưng lại có thể khôi phục ngoại thương rất nhanh. Chỉ cần kinh mạch trong cơ thể không có đứt toàn bộ, vẫn có thể đủ thời gian nối lại. Ăn vào thánh huyết đan, trên mặt Giang Hoành nhiều hơn vài phần huyết sắc, cực kỳ cảm kích nói: đa tạ Cửu Dương Tử điện hạ. Không sao, chỉ là một viên thuốc mà thôi. Trương Nhật Trần cười nhạt một tiếng, nâng Giang Hoành dậy. Cửu Dương Tử, năm nay trong thí sinh của Dương Vũ quận quốc lại có một vị Dương Tử, thật sự là quá tốt. Thẩm Mộng Khê nghe Giang Hoành nói, con mắt lập tức phát sáng, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhật Trần. Đã sớm nghe nói đại danh của Tiên Thiên Công Bảo Điển Trấn Quốc của Dân Vũ quận quốc, Cửu Dương Tử điện hạ tuổi còn trẻ đã tu luyện tới huyền cực cảnh, nhất định là tu luyện qua Tiên Thiên Công. Không biết Cửu Dương Tử điện hạ có thể chỉ điểm một chút hay không? Chứng kiến Thẩm Mộng Khê chuẩn bị khiêu khích Trương Nhật Trần, Tà Trưởng lão đứng ở biên giới võ trường Tây Viện khẽ nhíu mày muốn đi ngăn cản. Dù sao Trương Nhật Trần cũng là vương tử của Vương phủ quận quốc, thân phận địa vị cao hơn Giang Hoành rất nhiều. Nếu trước khi thi bị người đánh trọng thương, phủ Tây học cung nhất định phải chịu trách nhiệm. Từ đồ trưởng lão ngăn Tà Trưởng lão lại, cười nói: người trẻ tuổi luận bàn võ kỹ, chúng ta cần gì phải dài tay. Từ đồ trưởng lão chính là người tiếp dẫn thí sinh của Tứ Phương quận quốc, cùng Tứ Phương quận quốc quan hệ rất tốt, tự nhiên là giúp đỡ Tứ Phương quận quốc nói chuyện. Và già trẻ tuổi của Tứ Phương quận quốc thì vào Vũ Thị học cung dân số càng nhiều, người tiếp dẫn được Vũ Thị học cung ban thưởng sẽ càng nhiều. Cho nên đói, mỗi lần Vũ Thị học cung khảo hạch, không chỉ thí sinh của từng quận quốc cạnh tranh lẫn nhau, từng người tiếp dẫn cũng sẽ cạnh tranh. Tà trưởng lão có chút không vui, nói: nhưng hắn là dương tử của Dương Vũ quận quốc, nếu ở trước khi khảo hạch xuất hiện sơ suất gì, người cảm thấy Dương Vũ quận dương sẽ từ bỏ ý đồ. Tạ trưởng lão, người quá lo lắng, không xảy ra sự tình gì đâu. Nếu gặp chuyện không may, do ta phụ trách được không? Tư đồ trưởng lão cười nói. Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, liền lui trở về. Tạ trưởng lão cũng không muốn đắc tội tư đồ trưởng lão, bởi vì tu vi của tư đồ trưởng lão cao hơn hắn một cảnh giới. Tư đồ trưởng lão đã nói xảy ra sự tình do hắn phụ trách, Tạ trưởng lão tự nhiên sẽ cho hắn mặt mũi. Do già trẻ tuổi của Dương Vũ quận quốc hoàn toàn chính xác quá yếu, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của Thẩm Mộng Khi. Tạ trưởng lão nhìn thoáng qua Trương Nhật Trần, nhẹ nhàng lắc đầu. 16 tuổi đạt tới huyền cực cảnh, thiên tư cũng không phải thấp, đáng tiếc vẫn còn quá trẻ, căn bản không cách nào so sánh được với Thẩm Mộng Khi, nhất định sẽ bại. Thẩm Mộng Khi đã biết rõ thân phận của hắn, chắc có lẽ sẽ không hạ nặng tay, tối đa chỉ đánh bại hắn, nhục nhã hắn một phen, dùng cái này đến đả kích tinh thần của võ giả Dân Vũ quận quốc. Trong nội tâm Tạ trưởng lão nghĩ như vậy, lần nữa thở dài một tiếng. Nhìn thấy Thẩm Mộng Khê lãnh giáo Trương Nhật Trần, những võ giả trẻ tuổi kia của Tứ Phương quận quốc đều nở nụ cười, cảm thấy Thẩm Mộng Khê tất thắng không thể nghi ngờ. Tứ Phương quận quốc Hoắc Tinh Vương tử chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa võ trường cười nói: Thẩm Mộng Khê, nếu ngươi có thể trong vòng 3 chiêu đánh bại Cửu Dương Tử của Dân Vũ quận quốc, bổn Dương Tử ban thưởng ngươi một chân vũ bảo khí. Không cần 3 chiêu, 1 chiêu là đủ rồi. Thẩm Mộng Khê quyết định phải ở trước mặt Hoắc Tinh Vương Tử biểu hiện một phen. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Nhật Trần, cười nói: Cửu Dương Tử điện hạ, giờ rồi ngươi cũng nghe thấy, nếu Thẩm Mộ trong vòng 3 chiêu đánh bại ngươi, có thể đạt được một chân vũ bảo khí. Cho nên kế tiếp chiến đấu, Thẩm Mộ sẽ toàn lực ứng phó, nếu có chỗ đắc tội. Trương Nhật Trần cắt đứt Thẩm Mộng Khê nói: Thẩm Mộng Khê, ngươi chỉ sợ đã hiểu lầm, ta chưa từng nói qua sẽ giao thủ với ngươi. Thẩm Mộng Khê sững sờ, sau đó kịp phản ứng, trong lòng cười thầm: Cửu Dương Tử này ngược lại co được giãn được, vừa rồi thấy tu vi của ta, hắn khẳng định không dám giao thủ, cho nên mới chủ động trốn tránh. Ngươi muốn trốn tránh, sao ta có thể buông tha ngươi? Không đợi Thẩm Mộng Khê tiếp tục mở miệng, Trương Nhật Trần lại nói: Hiện tại còn không phải học cung khảo hạch, ngươi đã thương võ giả của Vương Vũ quận quốc, nhất định phải bồi thường tiền thuốc men. Ta cũng không xảo trá ngươi, ngươi ra 3 vạn lượng bạc bồi thường cho Giang Hoành. Chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa. Giá cả rất công đạo, Trương Nhật Trần không muốn nhiều, cũng không quá ít. Thẩm Mộng Khê sửng sốt, vì cổ vương tử này đang nói đùa sao? Những võ giả trẻ tuổi của Tứ Phương quận quốc đều cười ra tiếng, giống như xem kẻ đần nhìn Trương Nhật Trần. Vì cổ vương tử này cũng quá ngây thơ rồi. Liễu Thừa Phong đứng ra quát lớn: Thẩm Mộng Khê, Cửu điện hạ bảo ngươi lấy ra 3 vạn lượng bạc bồi thường, ngươi đến cùng có đưa hay không? Không lấy ra, tình ta đánh gãy chân của ngươi hay không? 3 vạn lượng bạc cơ hồ là toàn bộ tài phú của Thẩm Mộng Khê, làm sao có thể lấy ra? Thẩm Mộng Khê biết Liễu Thừa Phong từng là võ giả hoàng bản, mình khẳng định không phải đối thủ của hắn, cho nên hắn lần nữa nhìn chằm chằm Trương Nhật Trần, giễu cợt nói: Dương tử của Dương Vũ quận quốc, nguyên lai chỉ là một con rùa đen rút đầu, ngay cả dũng khí giao thủ với ta cũng không có, thật sự là ném mặt mũi của Dân Vũ quận dương. Trương Nhật Trần khẽ nhíu mày,
Liễu Thừa Phong mỉm cười nói: Thẩm Mộng Khê, ngươi cũng quá dõng dạc rồi, coi như giao thủ với ta ngươi cũng thất bại, rõ ràng còn muốn giao thủ với Cửu Điện Hạ. Thẩm Mộng Khê mỉa mai nói: Tốt, nếu Cửu Điện Hạ có thể thắng ta, ta lập tức giao 3 vạn lượng bạc cho võ giả bị thương của Dương Vũ quận quốc, sau đó xin lỗi hắn. Nhưng nếu Cửu Điện Hạ thất bại, hắc hắc, cường giả sao có thể xin lỗi kẻ yếu, mọi người nói có đúng hay không? Thẩm Mộng Khê nói không sai, cường giả không có khả năng xin lỗi kẻ yếu. Nếu Cửu Dương Tử ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có thì chạy về Dân Vũ quận quốc bú sữa mẹ đi, ha ha. Những võ giả kia của Tứ Phương quận quốc cũng ồn ào theo, muốn bức Trương Nhật Trần ra tay. Nếu Cửu Vương Tử của Vương Vũ quận quốc bị Thẩm Mộng Khê đánh thành đầu heo, nhất định là một sự tình cực kỳ thú vị. Những võ giả trẻ tuổi của Vương Vũ quận quốc đều biết Cửu Vương Tử ở thời điểm chưa đột phá huyền cực cảnh đã là hoàng bản thứ nhất, chiến lược có thể so với huyền cực cảnh trung kỳ. Hiện tại Cửu Vương Tử đạt tới huyền cực cảnh, tu vi khẳng định nâng cao hơn một bước, Thẩm Mộng Khê sao có thể là đối thủ của hắn? Bởi vì sự tình Trương Nhật Trần trở thành hoàng bản đệ nhất mới qua 2 tháng, tin tức còn chưa rơi vào tay quận quốc khác, Thẩm Mộng Khê tự nhiên không biết được thực lực chân thật của Trương Nhật Trần. Trên mặt các võ giả của Vương Vũ quận quốc đều lộ ra vui vẻ cổ quái, cảm thấy Thẩm Mộng Khê không biết tự lượng sức mình, nhưng tất cả mọi người đều không nói ra. Trương Nhật Trần nhìn Thẩm Mộng Khê nói: Ngươi đã muốn chiến đấu với ta một trận, vậy ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, không phải bồi thường 3 vạn lượng bạc đơn giản như vậy, mà là 10 vạn lượng bạc. Cái gì? Thẩm Mộng Khê nói. Trương Nhật Trần nói: Vừa rồi ngươi mắng vui vẻ như vậy, chẳng lẽ không cần trả thù lao sao? Hừ, đừng nói 10 vạn lượng bạc, coi như là 100 vạn lượng bạc thì như thế nào? Ngươi căn bản không thắng được ta. Chân khí trong cơ thể Thẩm Mộng Khê bắt đầu khởi động, theo cánh tay chạy về phía bàn tay. 5 ngón tay của hắn sát nhập, ngưng tụ thành một thanh trưởng đao, vùng chém về phía Trương Nhật Trần. Trưởng Minh Đao, võ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Giang Hoành là bị trưởng Minh Đao của Thẩm Mộng Khê chém thành trọng thương. Cái thời điểm trưởng đao của Thẩm Mộng Khê bổ tới ngực Trương Nhật Trần, Trương Nhật Trần dùng tốc độ càng nhanh ra tay, cánh tay rung lên, trở tay tác ra, tác ở trên mặt Thẩm Mộng Khê. Ba, một cái tác vang dội, Thẩm Mộng Khê bay ra ngoài, thân thể giữa không trung xoay tròn 360 độ, bành một tiếng ngã lăn trên mặt đất. Nụ cười trên mặt các võ giả Tứ Phương quận quốc cứng đờ, không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí có rất nhiều người không thấy rõ Thẩm Mộng Khê là làm sao bay ra ngoài. Tốc độ ra tay của Trương Nhật Trần quá nhanh. Ngươi! Thẩm Mộng Khê hai tay chống đất, gian nan ngẩng đầu, trong miệng đều là máu tươi, bên má trái sưng phù, vừa tím vừa đỏ, quả thực giống như đầu heo. Một tát vừa rồi kia của Trương Nhật Trần cực kỳ hung ác, đánh hàm răng của Thẩm Mộng Khê rớt đầy đất, cằm và xương gò má cũng bị đánh nát. Giờ phút này Thẩm Mộng Khê ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ, miệng ú ớ. Liễu Thu Phong cười lớn đi tới. Ha ha, Thẩm Mộng Khê, bổn công tử đã sớm nói với ngươi, ngươi lại không biết tự lượng sức mình, lấy chút tu vi của ngươi còn muốn giao thủ với Cửu Điện Hạ. Hiện tại ngươi thua, giao 10 vạn lượng bạc ra đây. Ta không có. Giờ phút này Thẩm Mộng Khê rất muốn khóc, trên người của hắn tổng cộng chỉ có hơn 3 vạn lượng bạc, làm sao lấy ra 10 vạn lượng bạc? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Trương Nhật Trần chỉ mới 16 tuổi lại lợi hại như vậy. Nghe Thẩm Mộng Khê nói, sắc mặt Liễu Thu Phong trầm xuống, đi tới, chân giẫm lên bàn tay của Thẩm Mộng Khê, mạnh mẽ dùng sức. Thẩm Mộng Khê phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Liễu Thu Phong dùng ngữ khí uy hiếp nói: Thẩm gia tứ công tử của gia tộc cấp 6, ngay cả 10 vạn lượng bạc cũng cầm không ra, ngươi cho rằng Liễu Thu Phong ta là người ngu? Trước khi ngươi và Cửu Dương Tử Điện Hạ giao thủ là chính miệng ngươi đáp ứng, hiện tại muốn quỵt nợ. Tả trưởng lão, Tư Đồ trưởng lão, trước đó các ngươi cũng nghe được rõ ràng nha. Sắc mặt của Tư Đồ trưởng lão có chút khó coi, hắn cũng không ngờ Trương Nhật Trần sẽ mạnh như vậy, rõ ràng một chiêu đánh bại Thẩm Mộng Khê nằm rạp trên mặt đất. Thẩm Mộng Khê kia cũng quá phế vật đi. Trong lòng Tả trưởng lão lại cực kỳ cao hứng, không khỏi xem trọng Trương Nhật Trần vài phần, nhưng trên mặt của hắn lại có vẻ rất nghiêm túc, nói: Việc này bản trưởng lão có thể làm chứng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Liễu Thu Phong vẫn giẫm tay Thẩm Mộng Khê, cười nói: Có nghe không, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu người không lấy ra 10 vạn lượng bạc, tin hôm nay bổn công tử đánh gãy 2 chân của ngươi không? Thẩm Mộng Khê thật có chút sợ hãi, hắn biết Liễu Thu Phong là một thiếu niên hư hỏng, chuyện gì cũng làm được, hơn nữa còn có chỗ dựa ở nơi này, vội vàng nói: Có, ta có ngân lượng. Thẩm Mộng Khê vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm, 5 ngón tay run rẩy giao cho Liễu Thu Phong. Liễu Thu Phong mở túi, chỉ thấy bên trong có 30 viên linh tinh và mấy trăm ngân lượng. Hắn đóng túi, hung hăng đá Thẩm Mộng Khê một cước. Nào có 10 vạn lượng bạc, rõ ràng chỉ có 3 vạn lượng bạc, người dám lừa gạt bổn công tử? Không dám, ta chỉ có bấy nhiêu ngân lượng, đã là tất cả tài sản của ta. Thẩm Mộng Khê không ngừng cầu xin tha thứ,
Liễu Thu Phong giao túi cho Trương Nhật Trần, nói: "Cửu điện hạ, hắn chỉ có bấy nhiêu ngân lượng, làm sao bây giờ?" Trương Nhật Trần nhận túi gấm, nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Khi. "Minh bạch." Liễu Thu Phong như hiểu ý tứ của Trương Nhật Trần, nhẹ gật đầu, lại đi về phía Thẩm Mộng Khi, trên mặt mang theo nụ cười. "Minh bạch, người đến cùng minh bạch cái gì? Ta không có nói cái gì à?" Trương Nhật Trần có chút im lặng, nhìn về phía Liễu Thu Phong, rất muốn biết đối phương đến cùng đã minh bạch cái gì. Liễu Thu Phong tự nhận là đã đoán được tâm tư của Trương Nhật Trần, đi đến trước mặt Thẩm Mộng Khi, trực tiếp đoạt mất trường kiếm trong vụ bảo khí trên lưng Thẩm Mộng Khi. Trong kiếm có 12 đạo minh văn, miễn cưỡng xem như một chân vũ bảo khí cấp 4, một dạng lượng bạc. Thẩm Mộng Khi hét lên một tiếng, nói: "Ta chân vũ bảo khí cấp 4 kia, ta bỏ ra 2 dạng lượng bạc à?" Liễu Thu Phong lại hơn dùng sức giẫm tay Thẩm Mộng Khi một cái, cởi đai lưng gọc của đối phương xuống. "Hải thạch đai lưng giá trị 800 lượng bạc. Hộ tâm chân vũ bảo khí cấp 2 giá trị 2000 lượng bạc." Bảo vật trên người Thẩm Mộng Khi bị Liễu Thừa Phong lột sạch, ngay cả quần áo, giày, đai lưng cũng bị lột hết. Toàn bộ cộng lại coi như 2 dạng lượng bạc, còn thiếu Cửu điện hạ 5 dạng lượng bạc. "Người trước ghi một tờ giấy nợ." Liễu Thừa Phong lột cái áo lót cuối cùng trên người Thẩm Mộng Khi, là cắn đá ngón trỏ của đối phương, bức hắn viết xuống huyết thư ghi nợ. Cái này chính là hắn lĩnh ngộ đến sau. Trên trán Trương Nhật Trần bốc lên hắc tuyến, không hổ là thiếu niên hư hỏng, thủ đoạn cũng quá cực đoan đi. Trong lòng hắn chỉ có thể cảm thán, ác nhân đều có ác nhân trị. Đối phó với người như Thẩm Mộng Khi cũng chỉ có dùng thủ đoạn phi thường mới có thể trị hắn dị bảo. Sắc mặt của Hắc Tinh Vương Tử cực kỳ âm trầm, nói: "Đã đủ rồi, Cửu Dương Tử, ngươi làm việc thật quá tuyệt. Thẩm Mộng Khi là võ giả của tướng phong quận quốc ta, dù thiếu ngươi 10 dạng lượng bạc cũng không nên nhục nhã hắn như thế." Trương Nhật Trần cảm giác không hiểu thấu, từ đầu đến cuối là Liễu Thu Phong nhục nhã Thẩm Mộng Khi, căn bản không liên quan gì đến ta. Liễu Thu Phong thu phiếu nợ giao cho Trương Nhật Trần, thấp giọng nói: "Cửu điện hạ, ngài cũng nên cẩn thận. Hoắc Tinh Dương Tử ở thời điểm hoàng cực cảnh là võ giả hoàng bản, hiện tại tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, trên người lại có bảo khí của Dương Thức, là một nhân vật hung ác, rất khó đối phó." Trương Nhật Trần tự nhiên không phải người sợ phiền phức, đi về phía trước một bước, nói: "Hoắc Tinh Dương Tử, chẳng lẽ chỉ cho phép tứ phương quận quốc các ngươi nhục nhã võ giả dân vũ quận quốc chúng ta, lại không cho phép chúng ta phản kích sao?" Hắc Tinh Vương Tử lạnh lùng nói: "Cường giả tự nhiên có thể nhục nhã kẻ yếu." Trương Nhật Trần cười, nói: "Đã như vậy, chúng ta nhục nhã võ giả của tướng phong quận quốc, tự hồ cũng không có gì sai nha. Dù cho các người đắc ý nhất thời, thì như thế nào? Ngày mai học cung khảo hạch, bổn dương tử sẽ để các người cả vốn lẫn lời trả gì. Năm nay, võ giả trẻ tuổi của dân vũ quận quốc, mơ tưởng có một người thi vào vũ tỷ học cung." Hoắc Tinh Vương Tử quét nhìn thấy mấy chục võ giả của vương vũ quận quốc, hừ lạnh một tiếng. Trong mắt Hoắc Tinh Vương Tử hiện lên hàn ý, đã động sát tâm với Trương Nhật Trần. Sau đó hai võ giả của tướng phương quận quốc khiêng Thẩm Mộng Khê xuống. Liễu Thư Phong nhìn võ giả của tướng phương quận quốc lùi đến xa xa, có chút lo lắng nói: "Tình huống không ổn, ngày mai học cung khảo hạch chỉ sợ chúng ta sẽ rất nguy hiểm." Trương Nhật Trần nói: "Học cung khảo hạch cho phép giết người." Liễu Thư Phong nói: "Ở bên ngoài võ giả tham gia khảo hạch đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau, nhưng mỗi năm học cung khảo hạch dòng thứ nhất đều tiến hành ở trong Thiên Ma Lĩnh. Đến lúc đó, những võ giả kia của tướng phong quận quốc nhất định sẽ hạ sát thủ với chúng ta." Tử Thiến đứng ở một bên ôm trường kiếm, ánh mắt nhìn những võ giả kia của tướng phong quận quốc, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu bọn hắn muốn ở thời điểm học cung khảo hạch đuổi tận giết tuyệt chúng ta, vì sao chúng ta không phản giết bọn hắn?" Trương Nhật Trần có chút ghé mắt nhìn thoáng qua Tử Thiến. Hắn biết tu vi của Tử Thiến cực cao, đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực, nhưng không ngờ là một nữ tử đang lại có một mặt cường thế như vậy, rất hiếm thấy. Liễu Thu Phong cười hắc hắc, nói: "Nếu tử cô nương chịu ra tay, tự nhiên là có thể giết những võ giả tứ phương quận quốc kia hòa rơi nước chảy." Tử Thiến nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Thu Phong, sau đó nhìn Trương Nhật Trần, nói: "Cửu Dương Tử, nếu ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể tạo thành đả kích hủy diệt cho tứ phương quận quốc. Những năm này dân vũ quận quốc chịu nhục, cũng nên để bọn hắn trả trở về rồi." Tử Thiến muốn ám sát Trương Nhật Trần, tự nhiên phải trước tiếp cận Trương Nhật Trần, lấy được Trương Nhật Trần tín nhiệm. Chỉ có tìm ra bí mật của Trương Nhật Trần, nàng mới có cơ hội giết chết Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần lộ ra thần sắc suy tư. Liễu Thu Phong lại nói: "Tử cô nương, ngươi đừng xem thường những võ giả trẻ tuổi kia của tứ phương quận quốc. Căn cứ tình báo tin cậy, bọn hắn chỉ ít có 3 huyền cực cảnh tiểu cực, còn có hơn 10 huyền cực cảnh hậu kỳ. Nếu thật sự cứng đôi cứng, không khác lấy trứng chọi đá." Tử Thiến không để ý Liễu Thu Phong, lộ ra vẻ lạnh như băng, ánh mắt nàng vẫn nhìn Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nhẹ nhàng sờ cằm, nhìn Tử Thiến cười nói:
Tử cô nương đã có phách lực như thế, bổn dương tử tự nhiên là phụng bồi đến cùng. Ngày mai học công khảo hạch cũng để cho tứ phương quận quốc trả giá rồi. Lệnh tây cửu quận, ngoại trừ Vân Vũ quận quốc và tứ phương quận quốc, còn có 7 quận quốc khác. Trước lúc trời tối, võ giả của 7 quận quốc khác cũng lục tục ngo ngoe đến võ trường Tây Viện. 7 quận quốc khác giống như Vân Vũ quận quốc, toàn bộ đều là quận quốc hạ đẳng. Có quận quốc chỉ có vài chục võ giả trẻ tuổi, có quận quốc thì đến 100-200 người. Số lượng võ giả trẻ tuổi tham gia học cung khảo hạch tự nhiên cũng hiện ra quốc lực của từng quận quốc. Toàn bộ lính Tây cửu quận, chỉ có tứ phương quận quốc là quận quốc trung đẳng, quốc lực cường đại nhất. Hàng năm võ giả trẻ tuổi tới tham gia học cung khảo hạch, tứ phương quận quốc luôn chiếm nhiều nhất. Liễu Thừa Phong nói, Trương Nhật Trần nhìn số lượng võ giả trẻ tuổi trong võ trường Tây Viện, thô sơ giản lược tính toán, không sai biệt lắm, tầm 1.500 người, toàn bộ đều là huyền cực cảnh. Mỗi người ở đây, tại quận quốc của mình, đều là thiên tài trẻ tuổi, không có một người nào là kẻ yếu. Trương Nhật Trần hỏi, vì sao chỉ có võ giả của lĩnh Tây cửu quận, không có trông thấy võ giả của lĩnh Nam cửu quận, lĩnh Đông cửu quận, lĩnh Bắc cửu quận? Liễu Thừa Phong cười nói, ngoại cung của Vũ Thành Tiền Trang chỉ là 4 diện, Nam diện, Bắc diện, Đông diện, Tây diện, mỗi diện đều tự mình chiêu sinh. Võ giả trẻ tuổi của lĩnh Tây cửu quận chúng ta chỉ có thể tiến vào Tây diện, trở thành đệ tử ngoại cung của Tây diện. Chỉ có tu vi đột phá đến địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung mới có thể cùng đệ tử nội cung của 3 diện khác tụ hợp. Trương Nhật Trần nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều nữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ánh mắt của hắn nhìn 4 chữ võ trường Tây Viện trên vách đá kia, cảm thụ trong chữ phát ra kiếm ý, dùng cái này đến lĩnh ngộ cảnh giới kiếm tâm thông minh. Đêm nay, võ giả trẻ tuổi đến từ 9 quận quốc, toàn bộ đều chỉ có thể nghỉ ngơi ở võ trường Tây Viện. Tuyệt đại đa số võ giả đều ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí thiên địa, tranh thủ điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, dùng để ứng đối học cung khảo hạch ngày mai. Ngày hôm sau, thời điểm sắc trời hơi sáng mờ, trong vũ thị học cung vang lên 3 tiếng chuông to lớn. Những võ giả đang tu luyện hoặc đang nghỉ ngơi kia toàn bộ đều bị tiếng chuông bừng tỉnh. Chỉ thấy ở trung ương võ trường, trên bệ đá cao 7 trượng, đứng 10 võ giả tu vi cường đại, trong đó một lão giả mặc áo bào màu vàng, 9 người khác toàn bộ mặc áo bào màu bạc. 9 võ giả mặc áo bào màu bạc kia là người tiếp dẫn tiến về 9 quận quốc, toàn bộ đều là trưởng lão ngân bào của vũ thị học cung. Liễu Thừa Phong thấp giọng nói, trong vũ thành tiền trang đẳng cấp sâm nghiêm, người không đồng đẳng cấp, mặc quần áo cũng không giống nhau, chỉ có trở thành trưởng lão của Vũ Thành Tiền Trang mới có thể mặc áo bào màu bạc. Về phần trưởng lão kim bào, toàn bộ Tây Viện chỉ có Tây Viện viện chủ mới có thể mặc. Tây Viện viện chủ là trưởng lão kim bào của Vũ Thành Tiền Trang. Về phần tạ trưởng lão, từ đồ trưởng lão, thậm chí phụ thân của Liễu Thừa Phong, toàn bộ chỉ là trưởng lão ngân bào của Vũ Thành Tiền Trang. Trương Nhật Trần nói, nếu chúng ta thì vào Vũ Thị Học Cung sẽ mặc trường bào màu gì? Áo bào trắng. Liễu Thừa Phong cười nói, giờ phút này Tây Viện viện chủ đứng ở trên đài cao, trường bào tản mắt ra kim mang chói mắt, quả thực giống như một vòng liệt nhật. Rất nhiều võ giả ngay cả con mắt cũng không mở ra. Rất hiển nhiên, áo bào màu vàng trên người Tây Viện viện chủ tuyệt đối không chỉ là một bộ y phục đơn giản như vậy. Ánh mắt của Tây Viện viện chủ nhìn quét qua toàn trường, trên người tản mắt ra khí thế cường đại, nói, năm nay lĩnh Tây cửu quận tổng cộng có 1.537 võ giả trẻ tuổi tham gia học cung khảo hạch. Khảo hạch chia làm 2 đợt, dòng thứ nhất săn giết mang thú, dòng thứ hai sông võ tháp. Cuối cùng, thành tích bài danh trước 120, trở thành đệ tử ngoại cung của Tây Diện Vũ Thị Học Cung. Kế tiếp, do tư đồ trưởng lão tuyên đọc quy tắc khảo hạch cụ thể cho mọi người. Nói xong lời này, Tây Viện viện chủ liền lui xuống. Liễu Thừa Phong thầm thở dài một hơi, cười nói, khá tốt, quy tắc khảo hạch giống như những năm qua. Liễu Thừa Phong sớm có chuẩn bị, cực kỳ tin tưởng tầng học cung khảo hạch này. Mặc dù Liễu Thừa Phong là nhi tử của trưởng lão Ngân Bào, cũng phải thông qua khảo hạch mới có thể vào Vũ Thị Học Cung tu luyện. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn, hắn nhất định có thể sớm biết rất nhiều nội tình khảo hạch, làm ra chuẩn bị tương ứng, cơ hội càng lớn hơn những võ giả khác. 1.537 người, chỉ lấy 120 người, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Dùng tu vi của ta, khẳng định thì không qua. Một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ thở dài một tiếng, đã mất đi tin tưởng đối với khảo hạch lần này. Trên bệ đá, từ đồ trưởng lão nhìn Tây Viện viện chủ không người cúi đầu, sau đó hắn đi về phía trước một bước, nhìn các võ giả trẻ tuổi, nói, Vũ Thị Học Cung khảo hạch cho tới bây giờ luôn công bình công chính. Chúng ta muốn thu là thiên tài thiên phú dị bẩm, cho nên dù tu vi thấp một chút, chỉ cần thiên phú đủ cường đại cũng có cơ hội thông qua khảo hạch. Những võ giả trước đó mất đi tin tưởng, nghe nói như thế lại bùng cháy lên ý chí chiến đấu lần nữa, nhìn về phía tư đồ trưởng lão. Tư đồ trưởng lão tiếp tục nói, sau nửa canh giờ,
mọi người sẽ theo thứ tự tiến vào Thiên Ba Lĩnh. Các ngươi tiến vào chỉ là một khu vực xác định ở bên ngoài Thiên Ba Lĩnh. Trong khu vực kia, mang thú cấp 3 trở lên đã bị thanh lý sạch. Dòng cỏ hạch thứ nhất của Dũng Thị Học Cung săn giết mang thú, huyền cực cảnh sơ kỳ săn giết 5 mang thú cấp 2 hạ đẳng. Liền tính toán thông qua dòng khảo hạch thứ nhất, huyền cực cảnh trung kỳ săn giết 10 mang thú cấp 2 hạ đẳng thông qua dòng khảo hạch thứ nhất, huyền cực cảnh hậu kỳ săn giết 20 mang thú cấp 2 hạ đẳng thông qua dòng khảo hạch thứ nhất, huyền cực cảnh tiểu cực săn giết 40 mang thú cấp 2 hạ đẳng thông qua dòng khảo hạch thứ nhất. Nếu xuất hiện huyền cực cảnh trung cực, như vậy nhất định phải săn giết 80 mang thú cấp 2 hạ đẳng mới có thể thông qua dòng khảo hạch thứ nhất. Một mang thú cấp 2 trung đẳng tương đương với 5 mang thú cấp 2 hạ đẳng, một mang thú cấp 2 thượng đẳng tương đương với 25 mang thú cấp 2 hạ đẳng. Tư đồ trưởng lão ở phía trên tuyên bố quy tắc khảo hạch, nhưng võ giả trẻ tuổi phía dưới kia toàn bộ đều thấp giọng nghị luận. Một nữ tử huyền cực cảnh sơ kỳ mỉm cười nói: chỉ cần săn giết 5 mang thú cấp 2 hạ đẳng có thể thông qua dòng khảo hạch thứ nhất, thật sự là quá dễ dàng rồi. Võ giả khác cười lạnh nói: người nghĩ quá dễ dàng. Mang thú trong Thiên Ba Lĩnh quanh năm sinh tồn ở trong hoàn cảnh ác liệt, không chỉ chiến đấu với võ giả nhân loại, còn phải cùng mang thú khác tranh đoạt đồ ăn. Thực lực của bọn đó so với những mang thú ở bên ngoài ít nhất cường đại hơn gấp đôi. Mỗi một con mang thú cấp 2 hạ đẳng thực lực đều không kém võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ bao nhiêu, săn giết một con cũng rất khó, chứ nói gì là 5 con. Trương Nhật Trần cũng nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói: trong Thiên Ba Lĩnh còn không phải chỉ có mang thú cấp 2 hạ đẳng, còn có mang thú cấp 2 trung đẳng, mang thú cấp 2 thượng đẳng. Nếu gặp phải mang thú cấp 2 thượng đẳng, chỉ sợ bất kỳ một thí sinh nào ở đây cũng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mang thú cấp 2 hạ đẳng có thể so với huyền cực cảnh đại viên mãn, coi như là Trương Nhật Trần gặp phải, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Sắc mặt mọi người trở nên tái nhợt, Liễu Thừa Phong cười nói: mọi người cũng đừng quá lo lắng, Vũ Thị Học Cung xác định khu vực cực kỳ rộng lớn, trừ khi vận khí quá kém, bằng không tuyệt đối không gặp được mang thú cấp 2 thượng đẳng. Một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ uể oải nói: dù gặp phải mang thú cấp 2 trung đẳng, ta cũng là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vũ Thị Học Cung chiêu sinh là tàn khốc như vậy, không chỉ phải tránh né mang thú cường đại, còn phải đề phòng võ giả khác để tránh lọt vào ám toán. Tư đồ trưởng lão tiếp tục đọc quy tắc: trước khi tiến vào Thiên Ba Lĩnh, mỗi người đều được phát một quả kỳ lân cầu. Nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, chỉ cần bóp nát kỳ lân cầu, nhân viên cứu viện của Vũ Thị Học Cung sẽ đuổi tới. Đương nhiên, một khi bóp nát kỳ lân cầu cũng ý nghĩa người buông tha cho học sinh khảo hạch. Thời gian khảo hạch là 3 ngày. 3 ngày sau, nếu không săn giết đủ số lượng mang thú sẽ bị loại bỏ. Hiện tại ta tuyên bố học cung khảo hạch chính thức bắt đầu. Mỗi người đều được một viên kỳ lân cầu. Nghe nói trong cầu chứa kỳ lân yên, một khi bóp nát, kỳ lân yên sẽ lao ra, bay lên cao ngàn mét. Giờ phút này, Tạ trưởng lão dẫn theo 10 đệ tử ngoài cung đi tới trước mặt 66 thí sinh trẻ tuổi của Vân Vũ Quận Quốc. Vân Vũ Quận Quốc vốn có 68 thí sinh, nhưng Trần Lê Minh bị giết, Giang Hoành trọng thương trở về quận quốc, hiện tại chỉ còn 66 người. Tạ trưởng lão nói: 10 người đứng ở trước mặt các ngươi chính là đệ tử ngoại cung của Vũ Thị Học Cung, cũng là sư huynh và sư tỷ của các ngươi. Bọn hắn sẽ phân biệt đưa các ngươi đến vị trí bất đồng, tiến vào Thiên Ba Lĩnh. Hiện tại các ngươi có thể lựa chọn một mình tiến vào Thiên Ba Lĩnh hoàn thành học cung khảo hạch, cũng có thể lựa chọn hai người tổ hợp cùng một chỗ tiến vào Thiên Ba Lĩnh hoàn thành khảo hạch. Vô luận là một mình tiến vào Thiên Ba Lĩnh hay tổ hợp hai người đều có lợi có hại. Tổ hợp hai người tiến vào Thiên Ba Lĩnh, thời điểm gặp phải nguy hiểm hoàn toàn có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng người đồng thời cũng phải đề phòng đồng đội của mình, để ngừa hắn ở sau lưng cho người một kiếm. Cho nên không tổ hợp thì thôi, một khi tổ hợp nhất định phải lựa chọn người có thể tin được nhất. Thế nhưng tất cả mọi người đến từ Thiên Nam Địa Bắc, rất nhiều người trước kia không nhận ra nhau, ai có thể tin được người khác. Ta lựa chọn một mình tiến vào Thiên Ba Lĩnh, một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ nói. Rất hiển nhiên hắn không tin được bất luận kẻ nào. Sau đó những võ giả trẻ tuổi khác của Vân Vũ Quận Quốc toàn bộ đều làm ra lựa chọn. Tuyệt đại đa số người đều chọn một mình tiến vào Thiên Ba Lĩnh. Chỉ có 22 người lựa chọn tổ hợp, trong đó có Trương Nhật Trần và Tử Thiến. Dưới sự dẫn dắt của 10 đệ tử ngoại cung, 66 võ giả trẻ tuổi của Vân Vũ Quận Quốc đi về phía Thiên Ba Lĩnh. Hoắc Tinh Vương Tử nhìn người Vân Vũ Quận Quốc đã ly khai, trong miệng phát ra tiếng cười lạnh nói: mọi người nghe cho kỹ, sau khi tiến vào Thiên Ba Lĩnh, gặp được võ giả của Dân Vũ Quận Quốc, hết thảy giết chết bất luận tội. Chỉ cần giết một người, bổn Dương Tử ban thưởng cho hắn một viên đan dược nhị phẩm. Nếu có thể giết chết cửu Dương Tử, bổn Dương Tử ban thưởng cho hắn một kiện chân vũ bảo khí. Nghe Hoắc Tinh Vương Tử nói, các võ giả của Thú Phương Quận Quốc đều lộ ra cười lạnh.
Nếu có thể giết sạch võ giả của Vương Vũ Quận Quốc, đoán chừng Vương Vũ Quận Vương sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ tưởng tượng thôi cũng để người ta cảm thấy cực kỳ thú vị. Một canh giờ sau, võ giả trẻ tuổi của lĩnh Tây của quận toàn bộ đều tiến vào sân lĩnh nguy cơ trùng trùng. Mặc dù chỉ là ở bên ngoài Thiên Ba lĩnh, nhưng như cũ có thể tùy thời nghe được tiếng mang thú gào thét. 1537 võ giả trẻ tuổi giống như một đám cát vùng vào biển lớn, sau một lát toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Người là huyền cực cảnh tiểu cực, nhất định phải săn giết 40 mang thú cấp 2 hạ đẳng mới có thể thông qua vòng khảo hạch thứ nhất. Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không nóng nảy? Trương Nhật Trần chắp tay sau lưng, giẫm lên lá rụng, nhìn thoáng qua Tử Thiến đi ở phía trước. Dáng người của Tử Thiến cao gầy, hai tay ôm cổ kiếm, con mắt nhìn bốn phía, đói. Săn giết 40 mang thú, cái kia cần mệt mỏi bao nhiêu? Săn giết những võ giả trẻ tuổi kia của Thứ Phương Quận Quốc, cướp đoạt thú nhãn của bọn hắn, chẳng phải nhanh hơn sao? Trương Nhật Trần nhìn Tử Thiến thật sâu, nói: người phải biết, mảnh sơn lĩnh này diện tích cực kỳ rộng lớn, tất cả võ giả phân bố ở bốn phương tám hướng, muốn tìm được võ giả của Thứ Phương Quận Quốc nói dễ vậy sao? Tử Thiến nói: ta có biện pháp của mình. Bỗng nhiên lỗ tai của Tử Thiến hơi động, bá một tiếng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút ra ngoài, xuyên qua khoảng cách hơn 30 trượng. Xôn xao, cánh tay nàng rung lên, trong tay lóe ra một đạo kiếm quang, đột nhiên đâm vào lòng đất. Dưới mặt đất phát ra một tiếng mang thú kêu thảm thiết, một đạo huyết tuyền từ trong lòng đất dâng lên. Ngay thời điểm máu tươi sắp dính vào cánh tay của nàng, năm ngón tay nàng xoay chuyển, bộ pháp di động, dùng tốc độ hành vân lưu thủy thu kiếm vào vỏ. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong tốc độ ánh sáng, xuất kiếm, đâm kiếm, thu kiếm, động tác liên tục, dứt khoát, không dư dừa dài dòng chút nào. Trong mắt của Trương Nhật Trần hơi hiếp nhìn Tử Thiến, trong lòng thầm nghĩ, nàng đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới kiếm tùy theo tâm trung cấp, tự hồ cách kiếm tùy theo tâm cao cấp cũng không xa. Bạch, Trương Nhật Trần dẫm mặt đất một cước, chân khí thông qua bàn chân đánh vào lòng đất, ầm ầm, đất đá nứt ra, thi thể một con thiết giáp thực nhân thử lớn cỡ chậu rửa mặt bị chấn ra mặt đất. Thiên giáp thực nhân thử mang thú cấp 2 hạ đẳng, toàn thân được lân phiến bao trùm, hàm răng dài đến 3 thước, sắc bén giống như lưỡi dao. Bởi vì sức ăn của nó quá lớn, một lần có thể ăn một người sống, cho nên được xưng là thực nhân thử. Huyền cực cảnh sơ kỳ, nếu có phải thiết giáp thực nhân thử, đoán chừng còn không kịp phản ứng đã bị thiết giáp thực nhân thử đánh lén, cắt đứt hai chân. Một võ giả nếu hai chân bị cắt đứt, trên cơ bản là một con đường chết, căn bản không có khả năng chạy trốn. Kiếm của Tử Thiến vừa vặn đâm thủng động mạch cổ của thiết giáp thực nhân thử, chuẩn xác tới cực điểm. Thính giác của tử cô nương thật lợi hại, thiết giáp thực nhân thử ở dưới lòng đất ngoài 30 trượng cũng không thể lừa gạt được lỗ tai của nàng. Trương Nhật Trần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, lai lịch của Tử Thiến tự hồ không bình thường, tuyệt đối không phải một tán tu. Không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, huyền cực cảnh tiêu cực quyết không có khả năng có thính giác lợi hại như thế. Mỗi người đều có bí mật của mình, không có gì đáng nói cả. Cửu điện hạ, ngài ngay cả độc phong châm cũng có thể tiếp được, khẳng định cũng có bí mật không muốn người khác biết nha. Tử Thiến không lưu dấu vết, thăm dò hỏi một câu. Trương Nhật Trần tự nhiên không có khả năng nói ra bí mật của lĩnh vực không gian, chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu. Bá, Tử Thiến tay cầm trường kiếm, cánh tay vung lên, hai tròng mắt của thiết giáp thực nhân thử bay ra, đang dùng một cái hộp dài nửa xích thu hai tròng mắt vào. Phải biết huyền cực cảnh tiêu cực phải săn giết 40 mang thú cấp 2 hạ đẳng mới tính thông qua khảo hạch. Võ giả không có khả năng mang thi thể của 40 mang thú, chỉ có thể đào hai mắt của thiết giáp thực nhân thử, dùng cái này chứng minh mình săn giết mang thú. Tử Thiến lại từ trong cơ thể thiết giáp thực nhân thủ moi ra một khối linh nhục lớn cỡ hạt đào. Khối linh nhục chỉ nặng bồng lạng, toàn thân tuyết trắng, óng ánh long lanh, không có mùi máu tươi chút nào, ngược lại tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Nàng cầm linh nhục, nhìn thoáng qua Trương Nhật Trần, hỏi: tu vi của ta đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực, ăn nhiều một lạng tinh nhục cũng không thể giúp ta tăng lên bao nhiêu tu vi, giao cho ngươi. Nói xong, nàng vứt tinh nhục vào trong tay cho Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần cũng không khách khí, tiếp được tinh nhục trực tiếp nuốt. Ăn tinh nhục vào rất nhanh đã hoàn toàn tiêu hóa. Trương Nhật Trần cảm giác tinh thần của mình trở nên cực kỳ no đủ, toàn thân tràn ngập lực lượng, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn thư giãn, ngay cả tốc độ chân khí lưu động cũng nhanh thêm vài phần. Tử Thiến đi ở phía trước, vừa đi vừa nói: một võ giả vừa tiến vào huyền cực cảnh sơ kỳ, không sai biệt lắm là dùng 3 cân tinh nhục có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Người ở hoàng cực cảnh có thể trở thành hoàng bản thứ nhất, có thể khẳng định diễn siêu cùng cảnh giới. Muốn đột phá, hao phí tài nguyên sẽ càng nhiều nữa. Người đoán chừng phải ăn 5 cân tinh dục mới có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Tử Thiến cho rằng Trương Nhật Trần vừa tu luyện tới huyền cực cảnh sơ kỳ, nhưng nàng lại không biết Trương Nhật Trần đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trương Nhật Trần dự đoán, mặc dù cùng cảnh giới bây giờ của hắn, ít nhất cũng phải ăn 10 cân tinh dục mới có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ.
Võ thể của hắn còn cường đại hơn Tử Thiến tưởng tượng rất nhiều. Đột nhiên Tử Thiến dừng bước, ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai ngón tay ngọc, nhặt lên một lá cây vỡ vụn, để lên chóp mũi ngửi ngửi, trên mặt lộ cho vẻ vui mừng, nói: "Là khí tức của một võ giả tứ phương quận quốc. Một phút đồng hồ trước, hắn trải qua nơi này, lá cây kia là bị hắn dẫm nát." Trương Nhật Trần hỏi: "Người học qua truy tung thuật?" "Học qua một chút." Tử Thiến nói. Trương Nhật Trần lại nói: "Hết tập 15, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe."